Dạ em xin chào tất cả các bác, các anh chị em Những người đam mê xe đạp Yêu thích bộ môn đạp xe đạp Cũng như những ai đang muốn tìm và mua cho mình một chiếc xe đạp thể dục thể thao ưng ý Phù hợp với bản thân Quan trọng nhất vẫn là chiếc xe đó Còn phải thật sự là chất lượng Phù hợp với túi tiền và kinh tế của mình bỏ ra các bác nhé Hôm nay em xin phép em lên một chiếc xe đạp thể thao Thuộc dòng xe đua, xe rốt, xe tay cong Tên xe cũng như thương hiệu của xe nó khá nổi tiếng và ở Việt Nam mình thì nhiều các bác có thể chưa biết hãng này bởi vì em cũng xin thưa với các bác rằng trên thế giới nhé trên toàn cầu rất nhiều hãng xe mà chúng ta còn chưa biết em thực tế là người bán xe cũng khá là lâu năm rồi nhưng để mà tiếp xúc được tất cả các hãng xe trên toàn thế giới nhé đó mua được ấy chứ còn để biết đến thì có biết nhưng mà để mà mua được các cái con xe mà thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới kể cả những con nổi tiếng ở khu vực châu âu thậm chí là những con mà bán nội địa tại thị trường châu âu hoặc trong khối à, eu chẳng hạn thì nói thật với các bác rằng nhiều bác cũng chưa thể biết hết được nhưng chiếc xe ngày hôm nay thương hiệu và hãng của nó là zgl nó đến từ châu âu thương hiệu nổi tiếng của châu âu và chiếc xe cái mã ngày hôm nay ZGL này thì em nói luôn là một điều này, nhiều chiếc mã của ZGL mỗi một mã nhá nó cũng giống như kiểu model đấy, à, cái mã ZGL mà bản à, à, D DDI2 này, mã của nó là IRC, đây nó dạng theo kiểu carbon IRC công nghệ của nó ấy, thì xin thưa các bác rằng chiếc này là sản xuất tại Taiwan là Đài Loan, có những chiếc ZGL mã khác model khác là sản xuất tại China. Trung Quốc đó, nó mỗi một mã nó một sản xuất ở thị trường khác nhau. Em ví dụ như đơn giản như cho các bác xem như điện thoại Samsung của Hàn Quốc, đó, điện thoại Samsung của Hàn Quốc thì nhà máy nó đặt ở Việt Nam mình thì gần như 90% các máy của điện thoại Samsung đều là made in Việt Nam, nhưng có những chiếc vẫn sản xuất ở Hàn là made in Korea, đó nhưng nó là số lượng ít thôi. Em giải thích qua như vậy để cho các bác dễ hiểu nhé. Chứ có bản thân em thì uh, để mà giải thích nữa thì nó rất là dài các bác ạ. À, và chiếc xe ngày hôm nay thì em cũng nói rõ luôn là khung này, càng này là full carbon. Đó, khung càng full carbon. Và cái mã này ở trên web nguyên cái khung không nhé. Hãng đang bán đã là 16 triệu mấy trăm nghìn. Hơn 16 triệu cái khung này. Đó, và được trang bị, chiếc xe này là được trang bị nguyên bản là full bộ group. Shimano 105 5008. Nếu tính tổng thành cả xe mới như chiếc em đang quay đây Các bác phải bỏ ra số tiền nó phải rơi vào khoảng độ gần 30 Gần 30 triệu đó là chưa tính cái tiền vận chuyển Các bác mua về tất các bác phải trả thêm cái phí vận chuyển Tiền thuế, tiền má nữa các bác ạ Nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 30 triệu con này Hơn đấy, phải tầm đấy hoặc hơn và em xin phép đi vào chi tiết cấu hình nhé Đồ phụ tùng của chiếc xe này để cho các bác được hiểu thêm Xe này được trang bị full bộ group 105 tám Shimano sản xuất tại Nhật full là phải tất cả toàn bộ hết không like một món nào và đầu tiên là tay lắp 105 tám chiếc xe ngày hôm nay thì nó cực kỳ mới các bác ạ các bác nhìn chữ này Shimano và năm cũng như là tay để của nó biết đó nó mới không nó thể hiện ở trên cái hình ảnh và video em quay luôn chụp casu này zin nguyên bản theo bộ group này lip 11 tầng và đĩa 2 đó, dây cuốn zin theo xe. Đây là zin nhá, zin theo xe là phối theo cái màu xe cực đẹp. Tay lái và pô tăng cũng là nguyên bản theo xe của Unlo. Unlo này thì em cũng đã nói khá nhiều trên kênh của em rồi. Đó, đó là thương hiệu của Mỹ nhá, Unlo là thương hiệu của Mỹ, chuyên sản xuất những cái tay lái, pô tăng cọc yên. À, những cái phụ tùng cao cấp dành cho xe đạp trên toàn cầu. Đó, dây cuốn bên uh, trái đây. Rất là đẹp và lắp chụp su đây ạ. Và cũng như tay lắc đây. Shimano này 105 này Đó Các bác nhìn thấy chưa Chữ nghĩa này Sắc lét Và tay này Rất là đẹp Tất nhiên Trên những cái đỉnh chụp này Nó có những cái vài Vết xước đầu lấm chấm Bé bé Không tránh được ạ à, Phanh trước cũng là 105 5800 Japan Các bác nhé Japan là các bác nhìn uh, Ở đằng sau phía cái ngoàm phanh này này Nó có chữ Japan ở cái khe giữa này, này. Nó dập ở đây Là hàng Japan nhé Còn nói nếu nó không có hoặc là dập uh, chữ khác thì nó là không phải hàng chuẩn đấy em cứ nói giải thích như vậy để cho các bác có những cái kinh nghiệm để các bác xem tiếp đến xe được trang bị trang bị nguyên bản theo xe là càng bằng carbon nhá càng carbon khung sườn carbon đời mới hết phiên bản đời mới đó càng carbon rất là chất lượng đây là các bác này những cái hàng nó chính hãng nhá những cái hàng mà nó làm cẩn thận đấy thì bao giờ những cái càng carbon các bác mà để ý những cái con ép cuộn nhá hoặc là những con uh, span slide này những cái xe thương hiệu của Mỹ, những cái càng của nó bao giờ nó cũng có những cái lỗ nhỏ. Một cái lỗ ở đây, một hoặc là có một cái lỗ ở đây, hai là đây. Đó, để nó dạng theo kiểu, nó dạng theo kiểu là, ừ, nếu mà giải thích ra nó dạng theo kiểu là à, giảm chấn thoát khí. Đó, à, em giải thích có thể là chưa rõ ràng hết đâu. Nhưng mà nói như vậy để cho các bác dễ biết đấy. Đấy, nó thoát, nó thoát khí. Và à, trên chiếc xe này được trang bị thì em cũng phải ghi nhận cặp vành và may ơ của con này là bánh bộ bánh bộ là may ơ và vành cùng một hãng đó là cô dơ cô dơ thì ở việt nam mình nhiều người rất là biết hãng này rồi đó là của thằng taiwan các bác nhá nhưng mà mã của con này thì là mã cực kỳ cao rồi đó là rs một nghìn bốn đấy một bốn cả vành cả may ơ cặp vành cặp may ơ này các bác mua mới nó rơi vào khoảng độ tầm 6 triệu hơn 6 triệu nhưng đó là các bác mua ở trên trang web của nước ngoài thôi chứ còn ở việt nam thì cái mã RS 1400 này không 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 có bán đâu em đã kiểm tra rồi và trên xe xe này được trang bị nguyên bản là cặp lốp Continental Ultra Sport 700 x 25 đó còn rất mới các bác nhìn cho em này cái bề mặt lốp đây này đó bề mặt này tiếp giáp đường này những cái cái bên hai bên thành đó nó này các bác nhìn cho em cực kỳ mới nhá lốp này còn cực kỳ chất lượng luôn Dây thì toàn bộ đi âm sườn nhá. Con này là phiên bản nó là đời mới rồi. Dây đi âm sườn nằm ở trong khung cả hai bên cho các bác xem này. Đó, dòng này nó cắm thẳng vào khung luôn chứ không phải vấu nhá. Lên cái độ bền và tuổi thọ của nó thì tuyệt vời luôn các bác ạ. Đây ạ. Quá đẹp. Con này đẹp lắm mà cả xe con này khung carbon, càng carbon nên cả xe nặng có 8,4 kg thôi các bác ạ. Các bác nhìn cho em. Kể cả là từ dưới gầm xe từ cái gầm xe những cái chi tiết những cái chi tiết mà dạng theo kiểu là những cái miếng nhựa để nó ốp cái đường dây âm ấy chạy ấy nó làm này nó sắc nét các bác nhìn thấy không nhìn các viền này nó rất là sắc nét gọn gàng và này số này các bác nhìn nhìn thấy cái, cái dãy số đây chưa nó đóng chìm hẳn vào khung xe chưa đó dãy số đóng chìm vào khung xe luôn nhá và đùi đĩa này một này năm năm tám japan này japan cho các bác nhìn nhá đối diện này FC 5008 Japan 170 170 là cái chiều dài của đùi đĩa nhé Và trên chiếc xe này được trang bị đôi bê đan Là đôi bê đan nhôm Cũng cực kỳ ok này Ok nhé Đó Đây Tất cả là chữ nghĩa ở trên xe Các bác nhìn cho em này Đấy DI2 này Tiếng Anh thì em đọc nó không được chuẩn nhé ICR này Đó Tất cả mọi thứ luôn Nói chung nó nhiều thông số lắm các bác ạ Kể cả đằng sau này Thông số về size các bác nhìn cho em này Sai con này nó quá đẹp luôn Cái dòng đứng nó có 45 Ngang có 50 Ở trên này nó in là 50,5 nhá Nhưng thực tế em đo là có 50 thôi Từ tâm của của tay lái này này Từ tâm đến đây này Kéo đến tâm của cọc yên này có 50 này Nó quá đẹp và phù hợp cho người dân Việt Nam mình Chiều cao Đây này Vành trước vành sau tất cả cùng một hãng nhá Đều là rs bốn Lốp trước lốp sau cũng cùng một hãng luôn Continental Ultra Sport nhé Continental đó là thương hiệu của Đức Đó, lốp này này Và các bác nhìn cho em cái lốp sau này Lốp sau là lốp chịu tải nhiều nhất mà nhìn cái bề mặt lốp này Tất cả mọi cái còn rất là đẹp Đó, và chiếc xe này nó có một cái ưu điểm Nhiều bác rất là thích, em khẳng định luôn Bởi vì là nha, nhiều những bác mới chơi xe hoặc là Kể cả là chơi xe lâu rồi nhưng các bác vẫn muốn lắp những cái dòng xe tay cong này lắp một cái chân trống đó nhưng con này đã lắp được cái chân trống thẳng vào ti bật này rồi để giúp các bác đi đường các bác có thể dựng được hoặc về nhà dựng được nhiều người nhá muốn lắp nhưng mà cũng đặt một cái chân trống như này về lắp nhưng có thể là nó do cái khứa ở cái, cái 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 càng này này mấy cả cái khe của cái chân trống này nó không khớp được vào với nhau cũng không lắp được nhưng đây con này có sẵn nhá gạt này các bác nhìn cho em này cực kỳ gọn mà, mà chân trống nó còn rất mới gạt xuống cho các bác xem này đó Nói chung là con này quá ok luôn Tam lăn hoa là làm tam là tam dẹt các bác nhé Phanh sau cũng là một năm 8 Japan hết Hàng này hàng Japan hết các bác nhé Và tiếp đến xe được trang bị nguyên bản là củ đề Simalo cũng một này 8 Japan Đó mới không ạ Các bác nhìn cho em này Nó mới này từ màu sơn led chữ Mọi thứ luôn Và điều đặc biệt trên chiếc xe này Thì em thấy người chủ phải nói là Chịu chơi và cũng là người gọi là có kinh tế bởi vì sao bởi vì ví dụ như full bộ group một này năm năm tám này thì các bác phải biết là củ đề gạt đuổi đĩa phanh tay lắc là năm ngàn tám lip năm tám hết nhưng các bác biết không lip người chủ nâng cấp lên hẳn lip u tẹt ga giờ tám nghìn margin japan riêng cái lip này nó phải mua được hai cái lip một này năm năm ngàn tám lip giờ tám nghìn này cực kỳ kì... các bác mua mới khá đắt các bác nhìn cho em đây các bác nhìn thấy u tẹt ga chưa ạ Utega này Đó Đó CSG8000 này Đó Shimalo Japan Các bác nhìn thấy không Japan nhá Đó Six KMC Nguyên bản theo xe Gạt đĩa 1 5, 5, 8 Đùi đĩa bên này 105 Shimalo này Thông số đây cho các bác xem này Shimalo 105 11S Đĩa lớn 50 Đĩa nhỏ 34 các bác nhá, đó trên xe là có sẵn gọng nước này, đó cọc yên là cọc yên nhôm này Và yên này đã được người chủ cũ thay rồi, đó chắc yên trước Một là nó không được êm hoặc là nó không phù hợp với cái form, cái form mông của người chủ cũ Chủ cũ đã thay một cái yên gian nhá, của hãng gian này, chính hãng nhá Yên xịn đấy các bác ạ, à. yên xịn này các bác này, yên xịn thì các, à. các bác chỉ cần ấn tay là biết Sờ vào cái chất liệu da trên bề mặt là biết ngay, các bác ạ à. Và em quay tiếng cối lổ cho các bác nghe Tại sao cái tiếng cô dơ này nó khá chất lượng và được người dân Việt Nam mình tin dùng, tin cậy Các bác nghe đây xuống không? Đây, em đứng thẳng nhá Lốp thẳng tắp này Và sang bên này cho các bác nhìn này Độ chớn và cái tốc độ của nó thì các bác nhìn và nghe thưởng thức cũng như là tiếng cối lổ. Một chiếc xe nó chất lượng hay không? Bất kể là dòng xe nào, xe MTB, xe Touring, xe tay cong này. Đó, nó có chớn và cái đó, tốc độ nó có tốt hay không? Đó, thì nó cũng phụ thuộc rất lớn ở trên một chiếc xe mà nó có được trang bị. Mayơ, vành và cặp lốp chất lượng. Thì trên con này được trang bị trong cái tầm tiền thì được trang bị vành may ơ và cặp lốp này nó quá ok rồi các bác ạ đấy em giữ một lúc lâu mà các bác thấy tiếng cối lổ cũng như độ trớn của nó chất lượng không em xin phép bóp phanh nhá đó các bác thấy không phanh chỉ cần một ngón thôi đây thực tế em quay tổng thành cho các bác nhìn đấy ạ sai thì cũng hãng cũng đã in thẳng trực tiếp ở trên khung rồi và em cũng đã lấy thước đo tại nhà luôn đó gióng đứng con này là 45 Giống ngang là có 50 thôi Chiếc xe này là phù hợp cho người cao nhé Từ 1m60 Thật ra là các bác 58 là các bác cũng đạt được rồi Nhưng em cứ nói là từ 1m60 Trở lên Cho đến tầm khoảng độ 1m72 đổ lại 70 thì là đẹp nhất Nhưng em theo chuẩn của hãng nhé Thì là 1m72 đổ lại Và 1m58-60 trở lên Đi là phù hợp nhất Và em cũng đã cân thực tế chiếc xe này tại nhà lắp cả bê đan gọng nước chân trống như trên video đây cân chiếc xe này lên nặng 8,4 kg Nhìn một chút thôi nói chung là 8,5 đổ lại nó quá là nhẹ các bác ạ à. đó và em cũng xin công bố rõ giá trên video này em bán chiếc xe này với giá 16 triệu 500 nghìn em bao ship toàn quốc với cái giá 16 triệu 500 nghìn nếu nói về mua mới các bác đủ tiền mua được đúng cái khung đó Mới nhá, cái khung này 16 triệu mấy trăm Bộ group cũng phải hơn chục triệu Cộng cả clip này Em cũng chỉ tính là hơn chục triệu Nguyên cái khung với bộ group nó đã là 30 triệu rồi Còn chưa kể vành bánh lốp tay lái cọc yên yên Đấy các bác như thế là biết ngay Với cái giá 16 triệu 500 nghìn Mà các bác sở hữu một chiếc xe Khung càng carbon Tất cả vành bánh đùi đĩa phun bạc đạn Cô dơ cối lổ Lốp Continental Ultra Sport Group một 5 full 5 ngàn tám Japan này thì với cái giá này thì em khẳng định các bác con này cực kỳ chất lượng luôn. Vâng, tất cả xe bên em là xe nhập lướt đã qua sử dụng, không tránh được về vấn đề cũ hoặc xước sát theo thời gian. Ví dụ như chiếc này, cá nhân em thực tế tại mắt và em quay video đây là tổng thành còn mới trên 90%. Quanh xe có những vài vết xước nho nhỏ, không đáng kể nhưng em vẫn phải quay. Chết đỉnh đã chụp về một chút này. Đó, Tay lái dây cuốn không có em bỏ qua Bên này này Bên này còn đẹp hơn cả bên trái luôn Đẹp không Đó các bác nhìn đẹp biết Một hai lấm chấm lấm chấm như đầu quay tăm này Không không đáng Phanh này rất mới Càng này Không một vết xước Vành cũng vậy luôn Vành may ơ Lốp Cực đẹp Nên em quay nhanh qua Gióng ngang này Không một vết xước nhá Gióng chéo này cũng không có một vết xước. Đó, gióng đứng từ cọc yên xuống này đến đùi đĩa này. Và tiếp tục những đuôi càng sau này. Rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Để ý kỹ lắm thì có một vài vết chấm nhỏ nhỏ như đầu quay tăm nhưng mà đấy là thật kỹ thôi. Đây, đuôi cụ đề bên này này. Đuôi càng sau này. Không có nhá. Đó, nó đẹp, tuyệt vời luôn. Đây ạ. À, bên trong này. Em quay cho các bác này. Rất là cẩn thận càng này nó quá đẹp đây trên chỗ đùi đĩa này chỗ này có một vết này bé bé này chỗ này sờ pa hết nhá đó nhưng mà em quay cho các bác để các bác nhìn thôi yên này đẹp nhá không rách dưới không bị thủng hay bị sao cả nói chung con này đẹp cực kỳ đẹp và cái size này này nhất là cái size này nó quá phù hợp cho cái với cái chiều cao trung bình của người dân việt nam mình các bác ạ vâng em xin phép kết thúc video ở đây em cảm ơn các bác các anh các chị đã xem video của em ai quý mến em đăng ký kênh ủng hộ tạo động lực cho em để em nhập những con xe thật là đẹp thật là chất lượng để về phục vụ toàn thể mọi người em xin phép em chào mọi người ạ